Tập 30. Công công, hoàng thượng chịu tin ta rồi có đúng không? Thánh chỉ tới. Lâm Phượng Nhi tiếp chỉ. Phụng thiên thừa dựng, hoàng đế chiếu giết. Lâm Phượng Nhi không có thiên mệnh, đẹp mà trống rỗng, mê hoặc chí tôn, phạm phải thất xuất, có hành vi sai trái, làm nhục đến gia thất, có lỗi với hoàng ân, tự làm tự chịu. Nay ban cho 3 tấc lụa trắng. Khâm thử. Phụ tài nhân, mau tiếp chỉ đi. Trà của Tuyết Chiêu Nghi pha ngon như vậy, khiến người uống vui vẻ sảng khoái. Con chẳng thấy khác gì hết. Là do trong lòng Thái hậu đương đương có chuyện vui, vậy nên mới thấy trà của Tuyết Nhi pha khác với mọi người. Kẻ đối đầu với Ai Gia sớm muộn cũng phải chết. Thì sao mọi người đang nói Phượng Tài Nhân? Á nha đầu tứ từ nhân gian đó lại dám tranh giành ngôi vị hoàng hậu với bổn cung, đúng là không biết tự lượng sức mình. Loại trừ tâm phúc đại quạn này, ngôi vị hoàng hậu không thoát khỏi lòng bàn tay của con đâu. Chỉ sợ trong lòng hoàng thượng còn có sự lựa chọn khác. Bạch phi đương đương, Tuyết Nhi không dám thay lòng. Tuyết Nhi, bổn cung tin tưởng cô mà. Bổn cung chỉ nói, nếu như cô dám thì Phượng Tài Nhân và Yên Tiệp Dư chính là tấm gương rõ ràng nhất của cô. Tuyết Nhi hiểu. Được rồi, đừng dọa cô ấy nữa. Tuyết Nhi tính cách lương thiện, hiểu rõ lễ pháp, Ai Gia tin tưởng cô tuyệt đối. Cũng may là ta kịp tới. Phượng Nhi, Phượng Nhi cô nương, mau tỉnh lại đi. Công công, công công, Phượng Nhi bị quan. Phượng Nhi trong sạch mà công công. Ta biết rõ là cô bị quan mà, và ta cũng biết là ai muốn hại cô. Phượng Nhi có thể chết, nhưng Phượng Nhi không thể chết như vậy. Phượng Nhi không muốn hoàng tử hiểu lầm. Được,
Vậy ta sẽ giúp cô thêm một lần nữa để cô hoàn thành tâm nguyện của mình. Công công, nếu công công có thể giúp ta vượt qua được kiếp nạn này, sau này Phượng Nhi nhất định dốc hết sức mình vì ông. Lâm Phượng Nhi, nhớ kỹ những lời hôm nay cô nói. Hoàng thượng, thả ta ra, thả ta ra. Hoàng thượng, dạ không được. Hoàng vào thượng, thế là Phượng Nhi. Hoàng thượng, Hoàng thượng, người còn nhớ nợ Phượng Nhi một nguyện vọng không? Phượng Nhi không cần gì hết, chỉ cần bây giờ người ra gặp Phượng Nhi một lần là được. Dừng tay. Phượng Nhi không để tâm người khác nói gì, cũng không quan tâm người khác nhìn mình ra sao. Cho dù có trăm ngàn lời chỉ trích, Phượng Nhi cũng không quan tâm. Phượng Nhi cũng không sợ chết. Phượng Nhi chỉ biết trước lúc chết được nghe chính miệng của hoàng thượng nói một câu: người có tin thiếp không? Đứng dậy đi Phượng Nhi. Phượng Nhi, nàng có biết như thế nào gọi là yêu không? Yêu chính là bao dung, là tin tưởng. Ta yêu nàng, cho nên ta tin tưởng nàng. Cho nên hoàng thượng không hề hạ chỉ với Phượng Nhi đúng không? Không có. Cho nên hoàng thượng tin tưởng Phượng Nhi có đúng không? Đúng vậy. Phượng Nhi, cho ta xin lỗi nàng. Ta đã khiến nàng chịu khổ rồi. Ta xin lỗi nàng. Ta xin lỗi nàng. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Nàng không phải là Ninh Phi. Nàng không phải là người thay thế của bất cứ ai khác. Nàng chính là nàng, Lâm Phượng Nhi. Là người mà ta yêu nhất, là nữ nhân mà ta bảo vệ nhất. Lúc mà người khác phỉ báng nàng, ta cũng hay ghen tuông, ta cũng hay bất an, cũng hay phẫn nộ. Nhưng mà cho dù là Thái Hậu, Mai Phi hay bất cứ một ai khác dựng lên bất cứ lời nói dối nào về nàng, thì đều khiến cho ta hiểu rõ một đạo lý: ta yêu nàng, và ta không hề muốn mất nàng. Tinh xảo thiệt đó, lại còn theo hoa nữa. Tên trộm bắt tao kia, trong tay cầm túi thơm của ta mà còn xảo biện nữa. Tiểu đệ họ Lâm, tên chỉ có một chữ Phượng. Tửu lượng của hiền đệ cao thật đó. Không dám. Quỳnh muốn làm gì?
Ninh Nhi, Ninh Nhi, cuối cùng chàng cũng tới rồi. Ta tới rồi. Trong mắt của ta, hoàng thượng phải là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, biết người dùng người, nội chính rõ ràng, một mình có thể chống đỡ cả tòa thành. Phượng Nhi, bây giờ ta hứa với nàng, kể từ nay trở về sau, ta sẽ không để cho bất cứ ai ức hiếp nàng nữa, được không? Được. Đa tạ nàng Phượng Nhi, đa tạ nàng, đa tạ nàng vì đã để cho trẫm gặp lại. Đã nhốt ả hồ ly tinh đó lại rồi. Tại sao? Tại sao cô ta vẫn có thể tới Càn Thanh Cung dụ dỗ hoàng thượng chứ? Chắc chắn đã có người giúp cô ta. Không sai, nhất định là tên thái giám Lưu Mặc. Ngoại trừ hắn, bổn cung không nghĩ ra người thứ hai dám chống đối ta. Thái hậu gia đâu? Thái hậu cẩn thận. Chuyện có gì lớn đâu chứ, âm ỉ tới mức trời long đất lở. Thần thiếp tham kiến thái hậu. Xin thỉnh an cô mẫu. Cho dù cô ta vượt qua kiếp này, ai gia vẫn có cách để đánh bại cô ta. Con nhìn xem bộ dạng lo lắng sốt ruột bây giờ của con, nếu để hoàng thượng mà nhìn thấy, con còn làm mẫu nghi thiên hạ gì nữa. Cô mẫu, con biết sai rồi. Bỏ đi, chuyện này cũng không thể trách con được. Chủ yếu là tên nô tài thái giám Lưu Mặc đó lại dám ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của ai già. Bây giờ hoàng thượng đã khôi phục chức quan cho hắn, nếu muốn lật đổ hắn không dễ dàng đâu. Thái hậu, bây giờ hoàng thượng đã thả Phượng Nhi, bên phía Liễu công chính nhất định đã nắm được đằng chui. Cách nghĩ của cô rất hợp với ai già đó. Mai Nhi, nếu con có nửa phần tâm cơ như Tuyết Chiêu Nghi, ai già đỡ lo biết bao nhiêu. Bây giờ vào thời khắc quan trọng này, cô ấy vẫn thay con suy nghĩ chu toàn. Đa tạ muội muội chỉ điểm. Đừng lo lắng, đây đều là bổn phận của muội nên làm. À, phải rồi, Dân Đàn, người hãy đi thông báo cho Liễu công chính, kêu cô ấy thu dọn đồ đạc, cáo lão hồi hương, không được quay trở lại nữa. Dạ. Đứng lại. Con làm như vậy là thả hổ về rừng. Trong thiên hạ này, chỉ có người chết mới không nói ra bí mật thôi. Thánh chỉ tới, công chính tư Liễu công chính tiếp chỉ. Mau đi bẩm báo hoàng thượng, không hay rồi, không hay rồi, Liễu công chính chết rồi, không hay rồi. Nhắm mắt lại. Tại sao chứ? Nhắm mắt lại đi. Ừ.
Hoàng thượng Cát Tường, Phượng tài nhân Cát Tường. Liễu công chính đâu rồi? Nô tài vừa đến công chính tư truyền chỉ, phát hiện Liễu công chính đã nằm trên vũng máu rồi. Không có chuyện của hai người nữa, hai người lui xuống đi. Tiểu tử xin cáo lui. Lại vì thần thiếp sao? Không liên quan gì tới nàng đâu. Nàng đừng nghĩ lung tung nữa, Phượng Nhi. Nếu nàng nghĩ, ít nhất nàng phải trở về bên cạnh ta có đúng không? Liễu công chính đã giả bằng chứng du quan cho nàng. Cho dù cô ta bây giờ không chết, ta cũng sẽ truy cứu. Cho nên nàng đừng có buồn nữa ha. Vui vẻ lên nào. Vừa rồi nàng nói gì? Nàng muốn ta nhắm mắt lại đúng không? Nào, sau đó thì sao? Nàng muốn hôn ta chứ gì? Đa tạ chàng. Cô nương ngốc. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Ta không phải đã uống rượu đâu, và đã chết rồi sao? Thái hậu nương nương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai gia ban rượu độc cho ngươi chỉ là muốn thử ngươi. Niệm tình ngươi trung thành với ai gia, lần này tha chết cho ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ hai chuyện. Thứ nhất là ai gia là người để ngươi sống trên đời này. Nhớ kỹ rồi. Thứ hai, không được tiếp tục kháng lại lệnh của ai gia. Nếu không, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Thái hậu nương nương, Trường Canh nhớ kỹ rồi. Sau này Trường Canh tuyệt đối sẽ không kháng lệnh của Thái hậu nương nương. Ngươi chỉ cần một lòng nghe lời của ai gia, vì ai gia mà làm việc. Ai gia sẽ để cho ngươi ở trong triều hô phong quán vũ. Được rồi, đồ mà ngươi muốn có ai gia đã đem đến cho ngươi rồi, cũng như là hoàn thành tâm nguyện. Ngươi tự mình thận trọng hành động đi. Vũ Mục Di Thư, Vũ Mục Di Thư. Sư phụ để lại cho ta Vũ Mục Di Thư, cuối cùng ta cũng tìm thấy rồi. Không có chữ viết, là giấy trắng. Một chữ cũng không có là sao? Sao lại như vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tống đại nhân, ngươi đang muốn làm gì? Lưu công công, Tống Trường Canh đến đây để thỉnh tội với ngài. Mong công công không tính toán chuyện cũ. Nghĩ thông rồi sao? Lần trước ở trong phòng trà bổn cung đã nhìn ra tuệ căn của ngươi rồi. Ta và ngươi vốn được hoàng thượng cân nhắc. Chỉ cần hai ta hợp tác với nhau thì thiên hạ này là của chúng ta. Từ nay về sau, Tống Trường Canh này chỉ nghe lời chỉ thị của một mình công công. Tống đại nhân, mau mau đứng dậy đi.
Sau này ta và ngươi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đa tạ Lưu công công. Có điều Trường Canh còn có một chuyện chưa rõ ràng. Nói đi. Vài ngày trước hoàng thượng lệnh cho ta điều tra Quyền Giáp Quân và cả tướng quân Lý Phúc Hải. Không biết công công có hiểu biết chút gì về những chuyện cũ này hay không? Nha đầu này tâm sự bên gối cũng giỏi lắm. Hoàng thượng nhanh như vậy đã hành động rồi. Tống đại nhân, không biết là ngài tra ra manh mối nào chưa? Ta đã đến Tàng Kinh Các, không tra ra bất cứ manh mối nào. Cho nên hoàng thượng hiện tại đang nghi ngờ là có liên quan đến Tấn Dương. Không chỉ là Tấn Dương mà còn lão Phật gia ở hậu cung đó nữa. Không thoát được liên quan đâu. Đương đương, người nhìn thử xem trong cài này người có hài lòng không? Không tệ. Không ngờ bàn tay của Tuyết Chiêu Nghi lại khá khéo léo. Thật đúng với ý của bổn cung. Mai Phi nương nương thật xinh đẹp, chiếc trâm này rất hợp với người. Thật sự bổn cung không nghĩ ra Phượng tài nhân đó ả ta có gì tốt. Cân diện mạo không diện mạo, cân học thức không học thức, thân hình thì cũng không có gì hết. Đương đương, để trang điểm như vậy Phượng tài nhân không thể sánh được đâu. Đương nhiên rồi. Lần này hoàng thượng không truy cứu Liễu công chính, thái hậu nương nương đặc biệt dặn dò ta rồi. Từ giờ trở đi cần phải thường xuyên tìm thái hậu tâm sự. Thêm nữa, có thêm người ở trong tác động, chắc hẳn hoàng thượng nhất định sẽ xa lánh ả tiện nhân Phượng tài nhân đó. Tuyết Nhi, ngươi hãy cùng ta tới Càn Thanh Cung để diện kiến hoàng thượng. Dạ. Lâm Phượng Nhi, ngươi làm gì đây vậy? Đây là gì hả? Có phải ngươi muốn dùng thủ đoạn để mê hoặc hoàng thượng không? Trả ta, trả cho ta. Ngươi hãy lập tức ra ngoài đi. Không đi. Hỗn thực, lại muốn đánh ta đúng không? Ta đánh ngươi thì sao? Ta sẽ không để... Làm gì vậy? Các ngươi vào hết đây làm gì? Mai Phi, trẫm nhắc lại một lần cuối cùng, Càn Thanh Cung không quan nên nàng. Đi. Hoàng thượng, sao người luôn bảo vệ cô ta chứ? Phượng Nhi, người đã dùng bùa mê thuốc lú gì khiến hoàng thượng thành ra như vậy hả? Hỗn xược. Ra ngoài. Ra ngoài. Hoàng thượng. Được, chúng ta đi. Ta sẽ đi. Nàng không sao chứ Phượng Nhi? Thiếp không sao đâu hoàng thượng. Người luôn bảo vệ thiếp như vậy, Mai Phi nương nương sẽ càng ghét thiếp. Mai Phi nàng ấy dựa vào việc có thái hậu cưng chiều nên mới hỗn xược như vậy. Xem ra ta phải thực sự tìm một lý do để thăng nàng làm quý phi rồi. Nếu không nàng ta ngày càng bắt nạt nàng. Hoàng thượng sẽ không như vậy đâu. Thiếp là người biết võ công đó. Vậy cũng không được. Lỡ như ta không ở bên cạnh nàng thì sao? Ta sẽ rất đau lòng. Đương đương, người cẩn thận đó. Người băng vội xuống đi. Đau đầu muốn chết. Đương đương, hay là
Trước Nhi giúp người mời Thái Yên ra. Không cần đâu. Là bệnh mà bổn cung bị từ trước tới giờ. Chỉ cần người khác chọc tức ta thì sẽ có triệu chứng đau đầu. Tuyết Nhi, trong ngăn kéo đầu giường ở trong phòng bên trái có chứa một ít thuốc, là thái y chuẩn bị cho bổn cung. Cô hãy mang giúp ta đến đây, cứ đưa cho cung nữ ngoài cung, bọn họ sẽ tự hiểu phải làm gì. Dạ được thưa nương nương, người đợi một lát. Nương nương, là gói thuốc này sao? Đúng rồi, chính là nó đó. Cô nói cung nữ sau khi sắc xong thì mang lên cho bổn cung là được. Ừ. Tuyết Nhi, cô đã ở bên bổn cung cả ngày rồi, mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Dạ được nương nương, người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Quả nhiên là Túy Đinh Hương. Xem ra ta đoán không sai, người hại hoàng hậu nương nương mãi không thể sinh nở chính là Mai Phi. Hoàng hậu nương nương, Phượng Nhi cầu phúc cho tỷ, mong trời xanh có thể phù hộ tỷ mau chóng tìm được một gia đình tốt, sống bình an vui vẻ, mãi mãi không cần phải quay về hoàng cung nữa. Sao cô lại tới đây? Phượng Nhi, muội chỉ nghĩ cầu phú cho hoàng hậu nương nương mà chưa từng muốn trả lại sự trong sạch cho tỷ ấy hay sao? Linh hồn của hoàng hậu nương nương trên cao, chịu nổi oan ức này, cô ấy có thể yên tâm đầu thai hay sao? Nói thì dễ lắm, nhưng giờ bên trong hoàng cung này ai dám điều tra vụ án của hoàng hậu nương nương? Ta biết ai chính là hung thủ. Ta còn có thể tin tỷ sao? Phượng Nhi, muội chân thành với ta, ta ắt sẽ chân thành với muội, ta sẽ không lừa dối muội đâu. Nhưng không phải cô đã đi theo Thái hậu nương nương và Mai Phi rồi hay sao hả Tuyết Nhi? Ta theo họ là có lý do, muội có biết không? Phượng Nhi, ta thừa nhận ta từng làm chuyện có lỗi với muội, nhưng dù có ra sao, chúng ta mãi mãi vẫn là tỷ muội tốt nhất. Tỷ muội? Vậy Yên Nhi thì sao? Yên Nhi không phải là tỷ muội tốt của cô sao? Đừng nhắc chuyện của Yên Nhi nữa. Là ta có lỗi với muội ấy. Phượng Nhi, hôm nay ta tới là muốn nói với muội, mấy ngày nay ta ở bên Mai Phi đã phát hiện ra một bí mật. Bí mật gì chứ? Muội có nhớ lần trước không, chuyện chúng ta điều tra ra Túy Đinh Hương từ chỗ của Thái Y? Ta nhớ, lúc đó cô nói là Mai Phi nương nương làm. Không sai, giờ ta có thể xác nhận chính là Mai Phi đã hại hoàng hậu nương nương không thể sinh nở, cho nên cứ mãi chán nản không vui,
túy đinh hương đầy là ta phát hiện trong tẩm cung của Mai Phi. Ngoài Mai Phi ra, không còn ai có lý do để hãm hại hoàng hậu nữa. Thật đáng sợ, ta nhất định phải nói với hoàng thượng, đòi lại công đạo cho hoàng hậu nương nương. Nên làm như vậy. Nhưng mà Tuyết Nhi, ta có một điều không hiểu. Tỷ đã theo Thái hậu và Mai Phi, hơn nữa Thái hậu đã đồng ý giúp nhà tỷ sửa lại án sai. Tại sao bây giờ tỷ lại giúp ta đối phó họ chứ? Đây chính là điều ta nên làm. Nếu như ta có thể giúp muội điều tra hung thủ, hoàng thượng nhất định sẽ sủng ái muội hơn. Nếu sau này muội làm hoàng hậu thì ta cũng sẽ có chỗ dựa, sẽ không sợ có người hại ta nữa. Và hơn nữa, Tuyết Nhi luôn rất kính trọng cách đối nhân xử thế của hoàng hậu nương nương, cũng hy vọng tỷ ấy có thể sớm được minh oan. Phải rồi Phượng Nhi, chuyện bà ta điều tra ra chân tướng sự thật thì muội đừng có nói với hoàng thượng. Vì sao không nói với hoàng thượng? Bởi vì thế lực của Thái hậu nương nương rất lớn, ta không muốn gây chuyện với Thái hậu. Nếu như ta có thể đứng bên Thái hậu, khi Thái hậu làm chuyện có lỗi với muội, ta liền có thể nhắc nhở muội. Đa tạ tỷ, ngày mai ta sẽ giao những chứng cứ này cho hoàng thượng, đòi lại công đạo cho hoàng hậu nương nương. Khởi bẩm hoàng thượng, qua điều tra của Di Thần, thần cho rằng túy đinh hương có trong cận thuốc còn sót lại và bó dược liệu này có cùng một nguồn. Hơn nữa, Di Thần có thể đoán định túy đinh hương và cả bó dược liệu này đều là của Thái Y Viện. Phượng Nhi, cận thuốc này là hoàng hậu từng dùng sao? Đúng vậy. Hoàng thượng, không chỉ là cận thuốc này, nếu dùng cho hoàng hậu uống thì cách kê đơn thuốc này rõ ràng là của Đinh Thái Y. Trẫm biết rồi, mau lui xuống đi. Di thần xin cáo lui. Trước kia thuốc của nương nương đều là do Đinh Thái Y pha chế, Đinh Thái Y là chết không rõ ràng. Phượng Nhi, chỗ thuốc đó từ đâu tới vậy? Hoàng thượng, thần thiếp không muốn lừa gạt người, nhưng cũng đã từng đồng ý với người khác không được nói tên cô ấy ra. Nếu hoàng thượng tin tưởng thần thiếp, hãy đi một chuyến với thần thiếp tới Cẩn Lan Cung, sẽ rõ chân tướng sự thật. Cẩn Lan Cung? Hoàng thượng giá đau. Hoàng thượng, thần thiếp. Miễn lễ đi. Ta nghe nói ái phi nhiễm phong hàn, trẫm qua thăm nàng. Nàng sao rồi? Hoàng thượng, tạ hoàng thượng quan tâm. Bệnh của thiếp, bệnh của thiếp đã đỡ hơn nhiều rồi. Trẫm đã chuẩn bị thuốc cho nàng. Tiểu thần tử, nào ái phi. Tạ hoàng thượng, không ngờ là bệnh của thần thiếp lại làm phiền tới thánh giá. Thần thiếp thực sự rất hoảng hốt. Ái phi, tại sao nàng lại không mở ra xem bên trong là thuốc gì? Ái phi đã từng nhìn thấy thuốc này hay sao? Không,
Thần thiếp không biết thuốc này. Trẫm nói cho nàng biết, thuốc này tên là túy đinh hương. Ái phi thực sự chưa từng nhìn thấy hay sao? Hoàng thượng chê cười rồi. Thần thiếp sao có thể biết đến túy đinh hương được chứ? Nàng không biết và cũng chưa từng nhìn thấy túy đinh hương đúng không? Rốt cuộc thì nàng còn giả vờ tới mức nào? Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp đã làm sai điều gì? Vẫn mong hoàng thượng chỉ rõ. Nàng không biết mình sai gì hả? Phượng Nhi, hoàng thượng, vậy đây là thứ gì? Không phải nàng nói chưa từng nhìn thấy hay sao hả? Hoàng thượng, hoàng thượng bất giận, hoàng thượng bất giận, thần thiếp bị oan. Hoàng thượng, thần thiếp thực sự bị oan mà. Là cô ta, là cô ta, đồ hồ ly tinh này, ngươi muốn hại bổn cung có phải không? Lần này bổn cung, bổn cung, lần này bổn cung sẽ không bỏ qua đâu. Nàng định làm gì? Mai phi, nàng thực sự không hề biết hối cải. Người đâu? Có nô tài. Hãy đưa Mai phi vào lãnh cung đợi xử lý sau. Dạ. Các ngươi không được qua đây, không được qua đây. Đừng mà, ta không đi, ta không đi. Hoàng thượng, thì muốn gặp thái hậu, thì muốn gặp thái hậu, thì không đi đâu. Hoàng thượng, không được đâu, thì muốn gặp thái hậu. Hoàng thượng à, đừng mà, hoàng thượng à. Thái hậu nương nương, người mau cút ra cho ai vậy? Tiểu tử thỉnh an thái hậu nương nương, hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi, người hạ lệnh không cho bất cứ ai làm phiền. Xin thái hậu nương nương đừng làm khó tiểu tử. Dám ngăn cản ai gia sao? Dạ, nô tài chỉ là người hầu theo mệnh lệnh của hoàng thượng. Nếu như tối nay có ai vào làm phiền hoàng thượng, vậy thì tiểu tử phạm tội bất trung, không làm tròn trách nhiệm. Nếu thái hậu nương nương không dừng bước, cứ nhất quyết muốn vào trong, thì hãy giết nô tài đi. Người đi. Thái hậu, đều tại ả tiện nhân Phượng Nghi giả quỷ Cẩm Tú. Dạ. Người đi giết cô ta đi. Ai gia không muốn dây dưa với cô ta thêm nữa. Dạ. Hoàng hậu nương nương, trời cao có mắt, cuối cùng cũng bắt được kẻ hại người. Hoàng thượng đã trừng phạt Mai phi rồi, tỷ cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hắn nói là tối nay có người định giết cô. Giết ta? Hơn nữa còn là một nữ nhân. Ai muốn giết ta chứ? Ai muốn giết cô? Đương nhiên là thái hậu rồi. Không cần phải lo lắng làm gì, ta đã sắp xếp cho báo nô bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Không cần lo lắng ai sẽ làm hại cô.